Bữa nay sen cho boss đi cái hướng này có đèn sáng cả nhà. Chị đi 9 giờ rưỡi thì nhiều nhà người ta vẫn còn mở đèn. Bữa nào mà đi 10 giờ là 10 giờ kém người ta tắt đèn đi ngủ hết á. Đêm thứ 8 của sen và boss đến cả nhà nha. Đây nè, cái ông thần này sen hết hồn hoài cả nhà. Sen đi ngang đây mấy lần rồi mà vẫn hết hồn với ông này. Đêm hôm qua canh có con boss này nè, sợ nó bị chuyện gì sen còn gọi bác sĩ thú y đó cả nhà. Canh với ông boss này cũng căng thẳng lắm cả nhà. Sen đi làm, sen lấy tiền của người ta, sen cũng phải làm đàng hoàng chứ sen không có ẩu được đó cả nhà. Đi 9 giờ rưỡi, nhiều nhà họ vẫn còn mở đèn nên là đỡ sợ. Trời đang gió ào ào chuẩn bị mưa nữa đó cả nhà. Sen về thăm cô hai sen, xong rồi sen có để cái máy thu âm để thử thách cô hai sen, là sen sẽ nghỉ làm kênh YouTube mà đi lụm dây chai, vừa lụm dây chai vừa qua YouTube. Nó phản xạ kinh lắm cả nhà ơi. Sen có mượn nó 50 hôm đi taxi. Lúc đầu nó đòi sen, nó nghe sen đi lụm dây chai không có làm kênh YouTube nữa thì nó nói là nó sẽ cho sen 50 đồng đó, là mỗi tháng nó sẽ cho sen 200 đồng nữa. Sen đi làm ban đêm cũng cực nhưng mà sen cảm thấy rất là vui đó cả nhà. Cái tiền sen giúp cho được những người già ở vùng sâu vùng xa, người ta bệnh người ta không có tiền để đi khám bệnh hoặc là tiền mua thuốc đó cả nhà. Sen cũng cảm thấy rất là vui khi mà giúp được một ít để cho họ có được cái tiền đó mua thuốc uống để giảm đau cả nhà. Sen có ghi âm lại cầu hai sen phản xạ, cả nhà cùng nghe. Cái kia ra đây nó biểu cái này coi. Mới mốt 30.000 nghỉ làm tốt nha. Sao? Tao đi lụm dây chai lại. Vậy sao mày kêu tao đi làm YouTube rồi đi quay suốt mà không có quan tâm gia đình? Dạ, nhưng bây giờ mày chọn cái nào, mày chọn tao làm cái gì? Có ồn á. Mày làm YouTube đấy, nó làm dây chai gì? Mà thôi tao đi lụm dây chai, dây chai có tiền hơn. Dây chai một cái được 8 sen với lại phun mình xoan xịt sen 25 sen. Còn YouTube một cái được có mấy sen à. Phải đâu rồi ăn kia người ta tips. Đó là con chịu mày được, mới được. Nấu đồ ăn rồi tiền đâu mua đồ ăn hoài nấu. Cha con làm mình thử mới chắc cái 50 luôn đi, không cần đưa đâu. Khi nào ta đưa tiền nó đưa sau nữa mới luôn mua đó. Người ta không có đi đụng dây chai nữa nha. Dạ, yeah, xin mong mày. Con không có cãi không mày đâu, con không thích cãi. Mà con muốn nói gì đó thì lại con cũng sợ mày. Người ta mắc cỡ mày, mày cũng thích. Mày cũng phải biết con mà.